Vâng, chào mừng toàn thể quý vị đến với Ruder Charm. Vậy thì Ruder Charm có điều gì đặc biệt mà lại hấp dẫn quý nhà đầu tư đến vậy? Xin mời quý vị cùng tìm hiểu với tôi ngay sau đây. Tòa lạc tại vị trí tâm điểm quận Thanh Xuân, cách ngã tư Nguyễn Trãi 500m, cách mặt đường Nguyễn Xiển 150m, bán kính 3km là một hệ thống các trung tâm về giáo dục, y tế, các trung tâm mua sắm và trung tâm hội nghị lớn nhất Hà Nội. Tất cả đều đang hiện hữu và kinh doanh sầm uất. Đây là giá trị đất giá nhất tại Ruder Charm. Shop house hai mặt tiền sẽ giúp gia chủ khai thác tối ưu dòng tiền một cách bền vững. Một mặt tiếp giáp với đại lộ Lương Thế Vinh rộng 30m, kết nối trực tiếp với hai tuyến đại lộ huyết mạch của thủ đô là Nguyễn Trãi và Nguyễn Xiển. Mặt còn lại tiếp giáp với phố lễ hội Cannabis, con phố lấy cảm hứng từ phố lễ hội đông đúc và sầm uất bậc nhất của thủ đô Vương quốc Anh. Với concept trang trí đường phố rực sáng thay đổi theo mùa, khi đi vào vận hành, hứa hẹn sẽ trở thành điểm check-in đặc sắc và nơi giao thương sầm uất của cư dân và du khách. Và một điểm vô cùng ấn tượng tại Ruder Charm là thời gian để gia chủ có thể vào ở và kinh doanh được ngay tại căn nhà của mình sẽ không còn phải tính bằng năm nữa và chỉ cần đếm ngược từng ngày thôi. Tại vì dự án đã hoàn thiện đến 99% rồi và dự kiến bàn giao nhà ngay vào quý sau của năm nay. Và bây giờ xin mời quý vị cùng tôi tham quan chi tiết căn nhà. Những căn shop house ở đây được xây dựng đồng bộ 5 tầng một tum với diện tích từ 85 đến 185m2. Chiều cao của mỗi tầng lên đến 3,6m, đặc biệt riêng tầng 1 thì chiều cao lên đến 3,9m. Tổng diện tích sử dụng là 4 đến 500m2 và đã có thiết kế thang máy chờ sẵn. Đây là thiết kế rất tối ưu cho mục đích ở kết hợp với kinh doanh. Số lượng shop house chỉ giới hạn với 118 căn duy nhất, đặc biệt sở hữu vị trí gà đẻ trứng vàng, nằm đối diện với hơn 1.000 căn hộ chung cư và trung tâm khu dân cư sầm uất. Gia chủ có thể dễ dàng thanh khoản và nhu cầu mua bán và cho thuê kinh doanh tại khu vực là rất lớn. Sở hữu vị trí bất động sản đắc địa và nền tảng tăng trưởng rất tốt. Tuy nhiên mức giá lại vô cùng hấp dẫn, chỉ 50 triệu trên 1m2 nếu tính trên diện tích sử dụng. Đây là mức giá ngang với mức giá của một căn chung cư trung cấp tại khu vực. Và cuối cùng, chính sách bán hàng rất ưu việt. Ngân hàng hỗ trợ đến 65% giá trị của căn nhà, miễn gốc lãi 12 tháng. Chỉ với 7 tỷ, gia chủ để có thể sở hữu bất động sản triệu đô. Hãy liên hệ ngay hotline để được chúng tôi tư vấn miễn phí và nhận ngay những phần quà giá trị. Ruder Charm, nhà mặt phố, số thăng hoa.